Bắt đầu từ năm 1999, ngày 12 tháng 8 được Liên Hợp Quốc chọn là ngày quốc tế thanh niên với tên tiếng Anh là International Young Day. Ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, ngày quốc tế thanh niên mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và có tác động sâu sắc đến tương lai của nhân loại. Ngoài nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong các hoạt động chính trị xã hội, đây còn là cơ hội để mọi người nhận thức về các vấn đề mà thanh thiếu niên đang đối mặt như giáo dục, sức khỏe, việc làm, quyền con người và môi trường sống. Ngày này cũng hướng tới sự công bằng, tôn trọng quyền lợi và đáp ứng nhu cầu của tuổi trẻ.